Hello, xin chào tất cả các bạn. Các bạn cũng biết rồi đấy là hiện tại ở trên Việt Nam mình cũng rất là nhiều người làm YouTuber đấy, những có rất là nhiều anh chị làm những kênh nổi tiếng và cũng bị sở fan rất là nhiều đấy. Thì bây giờ hiện tại là cũng rất là nhiều những người là mới lập kênh chỉ có vài trăm sub là lượt đăng ký và 1-2 nghìn người đăng ký và thậm chí là 3-4 nghìn, 5-6 nghìn người đăng ký đấy. Nó là những kênh rất là nhỏ bé và thậm chí là kênh của mình đây hiện tại cũng chỉ có mỗi 2 nghìn người đăng ký nhưng mà nó cũng rất là nhỏ bé luôn, nó chả chả thấm thía chả gì cả đấy. Thì có rất là nhiều lỗi là các bạn hay mắc phải và thậm chí là cả kể cả bản thân mình luôn, mình cũng cũng đã từng mắc phải đấy. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn là những cái lỗi đấy như thế nào và cách khắc phục lỗi đấy như thế nào đấy. Thì các bạn xem video này của mình thấy hay và ý nghĩa và cảm thấy là giúp ích được cho mọi người thì các bạn hãy like và chia sẻ và hãy comment dưới phần hãy comment dưới cho mình. Và các bạn muốn mình giúp đỡ những gì, mình biết những gì mình sẽ làm được cho các bạn thì mình sẽ làm cho các bạn miễn phí luôn và mình sẽ chỉ bảo cho các bạn luôn. Bạn còn bạn nào chưa biết rồi thì hãy cũng cho mình xin một like và một đăng ký kênh. Mình video này mình chỉ muốn là hướng dẫn cho những bạn nào mà chưa biết. Đấy, thì là thường như là bây giờ tất cả các YouTuber nhỏ như như mình đấy hiện tại là mắc rất là nhiều lỗi như là các bạn muốn chạy 4.000 giờ xem thế nào cho nhanh nhất và chạy 1.000 lượt đăng ký nào cho nhanh nhất.